Chào mừng các bạn trở lại với giải vô địch quốc gia vòng 2 nội dung 10 bóng. Trận đấu diễn ra giữa hai cơ thủ Giàng A Báo và Chiêu Minh. Ở giải vô địch quốc gia năm nay nội dung 10 bóng thì Giàng A Báo đang sở hữu một phong độ rất tốt và không làm cho người hâm mộ thất vọng khi vượt qua hai cơ thủ Bình Nhốc và Hiếu Hưng Yên. Tuy nhiên đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn dành cho Giàng A Báo vì theo nhận định của giới chuyên môn thì Chiêu Minh hoàn toàn ở cửa trên. Xin lỗi các bạn, ở vòng 1 giải vô địch quốc gia tổ chức Nha Trang nội dung 10 bóng. Trên bàn hiện tại còn 8 viên bi mục tiêu nữa thôi, chỉ cần cố gắng dứt tay 6 giờ điều được viên bi số 3 là giải quyết xong ván đấu. Tuy nhiên thì con bi này cũng cần một sự kỹ thuật rất là khéo léo. Vừa rồi là một pha điều bi rất tốt của Chiêu Minh. Long ơi, đây là vòng 1-3-2 đúng không em? Giàng A Báo đang mở điện thoại ra và theo dõi trận đấu qua màn hình điện thoại. Rất nhiều cổ động viên đang cổ vũ cho Giàng A Báo của chúng ta. Cố lên em ơi. Vâng, trận này là trận đang tranh vào 16. Nếu như chiến thắng ở trận đấu này thì Giàng A Báo chắc chắn sẽ có suất tham gia vòng 2 giải vô địch quốc gia 10 bóng 2022. Liệu Giàng A Báo của chúng ta có giữ vững được phong độ và tiếp tục tạo ra kỳ tích ở giải thi đấu năm nay hay không? Anh em cho xin một tràng bão like, bão tim để cổ vũ cho Giàng A Báo nào. Tôi là fan hâm mộ của Giàng A Báo đây. Chào Vương Triều. Vương Triều năm nay không đi đánh giải vô địch quốc gia thì cũng là một sự mất mát đáng tiếc cho giải. Vương Triều là một cơ thủ mới nổi ở Hà Nội, nhưng mà năm nay vì lý do gia đình cho nên đã không tham gia được giải vô địch quốc gia. Vâng, cố lên Giàng A Báo ơi. Cơ thủ hạng C đầu tiên vào vòng 2. Thật ra thì cơ thủ hạng C vào vòng 2 thì trước đây cũng đã có rồi, cũng không phải là mình Giàng A Báo đâu ạ. Nhưng mà để mà sở hữu cái lối đánh hoang dã và cống hiến như Giàng A Báo thì rất ít. Không, Vương Triều, anh có trêu em đâu. Em chắc chắn sẽ là một hiện tượng của giải vô địch quốc gia năm sau. Chỉ cần em tham gia thôi, em sẽ là một hiện tượng của giải. Chiêu Minh sở hữu một lối đánh rất chắc chắn. Có vẻ như vừa rồi Chiêu Minh cũng vẫn chưa được hài lòng cho lắm về cái đường điều cơ của mình. Tuy nhiên thế bi trên bàn là quá dễ rồi. Còn hai viên bi nữa thôi, tỷ số sẽ được cân bằng một đều cho Chiêu Minh. Vâng, anh hy vọng là năm sau sẽ được thấy màn trình diễn của Vương Triều tại giải vô địch quốc gia. Một đều.
Nếu như ở trận đấu này mà idol Giàng A Báo của chúng ta tiếp tục tạo ra kỳ tích, chiến thắng cơ thủ Chiêu Minh và giành quyền đi tiếp, thì năm nay sẽ là một năm bội thu của hạt rẻ Cao Bằng. Vâng, Mã Hán thì đã bị Vương Triều đập chết ở Hà Nội, cho nên là năm sau là chỉ còn Vương Triều để đánh giải quốc gia để bạn Trung Phương ạ. Vâng, đang có một cuộc thảo luận nho nhỏ giữa trọng tài và hai cơ thủ của chúng ta. À, anh Kiên bình luận cả ngày hôm nay cho nên là giọng cũng khản giọng rồi bạn ạ. Bạn Ngọc Quý cho anh Kiên nghỉ ngơi ít phút. Chứ cũng không có sức mà ngồi bình luận cả ngày đâu bạn ạ. Tham gia giải này thì bạn chỉ cần có niềm đam mê và tự tin ghi tên khi mà có thông báo tổ chức giải vô địch quốc gia vòng 1 là được bạn ạ. Bạn Nguyễn Khang ạ. Vâng, không có viên bi mục tiêu nào rơi vào lỗ. Bi 1 thì còn nguyên đường. Tuy nhiên là các thế bi đứng cũng không được tơi cho lắm. Tình huống bi 4 và bi 7 khá sát gần nhau. Và bi 4 dường như là không có hướng nào để đưa bi vào lỗ. Chỉ còn hướng ăn con 4 ở cái lỗ góc xa về phía con 2. Chiều mình quyết định cân luôn. Trong công có thủ. Bội thu thì có nghĩa là hạt rẻ Cao Bằng lên giá thôi bạn. Chứ còn cụ thể là giá là bao nhiêu thì lúc đấy còn tùy thuộc vào phong độ của Giàng A Báo. A Bằng suýt chết có một. Vẫn còn đường. Trong tình huống này thì Chiêu Minh sẽ quyết định chạy đạn thôi. Lòi rồi. Cơ hội được trao ngược trở lại cho Giàng A Báo. Ép một băng ra để điều VB số 2 nào. Vâng, quá chính xác. Giá báo vừa xử lý thành công con bi đường xa và sẽ tiếp tục là cú rút một băng để điều con bi số 3 ở lỗ góc bên tay trái. Ở tình huống này thì Giàng A Báo có hai lựa chọn. Một là điều con 4 ở góc xa bên tay trái, hai là gãi luôn. Giàng A Báo quyết định điều 4 ở góc xa. Lối đánh rất dũng mãnh, rất hoang dã. Cố lên Giàng A Báo. Vâng, bạn Phùng Thủy đang cổ vũ, Hoàng Đạt đang cổ vũ, rất nhiều người đang cổ vũ cho Giàng A Báo. Tất cả tình huống khó đã được Giàng A Báo giải quyết xong. Rất vũ bão, rất tốc độ. Chỉ còn 6 viên bi mục tiêu trên bàn nữa thôi. Đường riêng. Nào, đẩy nhẹ nào, đẩy nhẹ một băng điều con 7 lỗ góc bên tay phải nào. Pha xử lý có phần hơi bảo thủ một chút. Tuy nhiên ở tình huống này vẫn có thể trích một băng để điều con 8 ở lỗ góc bên tay phải. Rất chính xác.
Giang Nga Báo đang thi đấu với phong độ rất quyết đoán. Vâng, hy vọng là Giang Nga Báo của chúng ta có thể được đứng lên trên bục danh dự của vòng 1. Cao nhất là tấm huy chương vàng, mà nếu không ít ra thì cũng có một trong hai tấm huy chương còn lại. Vâng, Giang Nga Báo vừa liếc mắt lên để nhìn fan hâm mộ. Quá hay Giang Nga Báo ơi. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Giang Nga Báo. Đây là vòng tranh 1-16 rồi. Nếu như Giang Nga Báo của chúng ta chiến thắng ở trận đấu này thì sẽ có mặt tại vòng 2 giải vô địch quốc gia. Nội dung 10 bóng. Vâng, tốc độ dọn bàn của Báo là quá kinh khủng. Báo thì tất nhiên là loài vật có tốc độ di chuyển nhanh nhất rồi. Và Giang Nga Báo của chúng ta thì có tốc độ dọn bàn nhanh nhất trong các cơ thủ mà các bạn đang thấy ở giải đấu năm nay. Anh chào Tuấn Vũ nhá. Vâng, Báo là phải tốc độ, là phải hoang dã. Đẳng cấp là đây chứ đâu. Hy vọng là Báo của chúng ta vẫn giữ được cái phong độ và đẳng cấp cũng như lối chơi như bây giờ. Triều Minh đã có một cú đề pa đưa được bi mục tiêu vào lỗ. Vẫn còn đường riêng nhìn viên bi số 1. Tuy nhiên là bi 5 và bi 8 thì ở khá sát gần nhau. Tình huống này để mà dọn bàn cũng sẽ là rất khó khăn. Hình bi này không phải là dễ. Thủ rồi. Đuôi toàn tập. Nga Báo của chúng ta đang tính đường A băng. Nhảy tình huống này cũng tương đối khó. Trong nhà 3 tầng rồi. Chiêu Minh là hạng chuyên nghiệp, bạn là Long Đức Trần. Chiêu Minh thì đang hiện tại đang đánh cho Sài Gòn. Vừa rồi là một pha A băng lỗi của Giang Nga Báo. Chiêu Minh được quyền đặt bi. Chúng ta cùng xem Chiêu Minh sẽ giải quyết viên bi số 5 thế nào đây. Viên bi số 5 hiện tại để mà ăn được viên bi số 4 điều bi số 5 là rất khó. Vị trí thuận lợi duy nhất có lẽ là lấy má đẩy viên bi số 4 lỗ 10 để điều viên bi số 5 lỗ góc xa. Đẩy lỗ 10, cài một chút áp phê trái nào. Vâng, Chiều Minh đang suy nghĩ tính toán rất cẩn thận. Đứng lên rồi lại ngồi xuống.
vừa rồi là một pha xử lý chưa được tốt của Chiêu Minh. Viên bi 5 hình như là không còn đường để ăn lỗ góc nữa rồi. Hai viên bi ở góc máy quay này là rất sát nhau. Có lẽ Chiêu Minh sẽ tiếp tục tính đường chạy đạn thôi. Bàn bên cạnh tay phải của các màn hình các bạn là Trực Cao Bằng đang thi đấu một cơ thủ ở đó, mình không biết tên. Vâng, cố lên Báo ơi, cả Cao Bằng đang xem và cổ vũ cho em đấy. Vâng, không chỉ là cả Cao Bằng đang xem và cổ vũ cho Giàng A Báo đâu bạn Mạnh Hà Trần ạ. Có rất nhiều fan hâm mộ của Giàng A Báo ở đây thuộc các tỉnh thành khác nhau cũng đang cổ vũ cho Giàng A Báo. Chúng ta đều thích xem những cầu thủ có lối đánh công hiến, phun công. Tùng Bão Táp cũng là một cơ thủ sở hữu lối đánh nhanh. Tuy nhiên nếu như mà để nói là lối đánh mà hoang dã nhất Việt Nam bây giờ thì mình vẫn đánh giá cao về Giàng A Báo. Bá Lâm có thể cập nhật giúp anh xem là Trường Bắc Ninh đã loại chưa nhỉ? Vâng, Giàng A Báo ơi, em cứ bình tĩnh ở ngoài. Lần sau nên mang theo một ly trà sữa hoặc một ly sinh tố ngồi. Bởi vì lối đánh của em nhanh, cho nên là em xem các đối thủ khác đánh sẽ đều rất chậm. Không phải sốt ruột em ạ. Vừa rồi là một pha chạy đạn khoảng 5 điểm cho Chiêu Minh. Vẫn còn nhìn thấy đít, tuy nhiên là nhìn thấy đít ở cái tình huống này cũng không thể làm được gì cả. Có lẽ là Giàng A Báo tính đường sốc ăn luôn với bi số 5 chăng? Lòi rồi Báo ơi. Có lòi không nhỉ? Ở góc máy quay này tôi cảm nhận là con bi số 5 vẫn đang còn đường. Nếu còn đường thì có lẽ ván đấu này hết tình huống rồi. Không còn viên bi nào khó cả. Việc của Chiêu Minh là bình tĩnh xử lý từng con viên bi vào lỗ thôi. Và với lối đánh cẩn thận của Chiêu Minh thì tôi tin chắc là tỷ số sẽ được nâng lên 2-2, trở về thế cân bằng. Vâng, nếu như mà đánh mà góp tiền bàn thì Chiêu Minh phải cho giả tiền bàn gấp đôi. Văn Trinh Trần ạ. Tại vì là đánh với Giàng A Báo thì Giàng A Báo giả ít tiền bàn thôi, Giàng A Báo đánh nhanh như thế cơ mà. Vâng, nếu để mà bình luận về phong cách đánh hay của giải thì bạn giàu nhất xóm sẽ bình luận sẽ bình chọn cho Báo, và rất nhiều người cũng sẽ bình chọn cho Báo. Xem rất thích mắt. Gấp đôi thôi bạn ạ. Gấp đôi có nghĩa là một ông trả 2, một ông trả 1. Tiền bàn chia làm 3 phần mà bạn. Nếu mà tính ra đánh thì có khi là Báo vẫn được đánh nhiều, chẳng qua là Báo đánh hơi nhanh thôi. Vâng, rất cẩn thận. Rất bình tĩnh. Báo ơi, ở những tình huống như thế này thì em nên rút điện thoại ra và xem tương tác cùng khán giả
đừng quá tập trung nhìn đối thủ. Tỷ số đã được cân bằng hai đều rồi. Hiện tại thì các cơ thủ ở Việt Nam cũng như thế giới thì cái lối đánh của họ đều rất là cẩn trọng và bài bản. Cho nên là rất ít khi chúng ta có thể thấy được những cái lối đánh tự nhiên hoang dã và cống hiến như thế này. Mà Giàng A Báo là một trong những hiện tượng còn sót lại có lối đánh như vậy. Để mà khán giả luôn luôn được xem những trận đấu đầy cống hiến như vậy thì chúng ta nên ủng hộ cái lối đánh như vậy. Đúng rồi bạn Đỗ Thắng ạ, A Báo có lối đánh kiểu lên xe là phóng, hết ga hết số luôn. Gặp chướng ngại vật là mình lách thôi chứ không phải phanh. Lách luôn qua không cần phanh. Tôi đã thấy một viên bi rơi vào lỗ, hai viên bi rơi vào lỗ, nhưng con viên bi đầu tiên lại là viên bi cái, rất tiếc cho Giàng A Báo. Triều Minh đứng trước cơ hội được đặt bi, sẽ là tình huống ăn viên bi số 1 ở lỗ góc bên tay phải. Và sẽ là và tiếp theo là trích con bi số 2 ở lỗ 10, gãi luôn viên bi số 3. Đúng rồi bạn Phạm Văn Hiển ạ. Báo vô mồi. Nhưng liệu là ở trận đấu này thì Báo có vô được Triều Minh không đây? Sẽ là rất khó khăn. Dù gì thì Triều Minh cũng được đánh giá về trình độ cao hơn idol Giàng A Báo của chúng ta. Vâng, rất nhiều fan hâm mộ của Báo. Ban tổ chức phải tạo điều kiện cho Báo vào sâu nữa. Cái này thì hoàn toàn là phụ thuộc vào cái câu chuyện là Báo có tiếp tục tạo ra được kỳ tích ở giải hay không thôi. Chứ còn ban tổ chức cũng sẽ không tham gia được. Vâng, Triều Minh quyết định là ăn vi số 1 để mà gãi luôn. Tuy nhiên thì lựa chọn vừa rồi có phải sáng suốt hay không? Hình như vẫn còn đường. Một pha xử lý rất tốt của Triều Minh. Chỉ còn tình huống ăn viên bi số 3 điều viên bi số 5 nữa thôi. Vâng. Trích nhẹ. Lấy má điều con bi số 5. Đây là một tình huống xử lý chắc ăn. Tuy nhiên con viên bi số 5 để mà điều ra viên bi số 6 này kiểm soát lực ra vị trí đẹp. Thì cũng cái độ khó tầm khoảng 6. Liệu có tình huống xảy ra không? Liệu có rung xảy ra không? Vẫn chưa tạo ra tình huống nào là cảm giác là ván đấu này chắc chắn sẽ hết. Tôi cảm giác là sẽ có rung. Vâng, rung rồi các bạn ạ. Cơ hội được trao lại cho Giàng A Báo. Bi số 7 chạy đi đâu đây? Lắp đít bi số 10 rồi. Cố lên Báo ơi.
cộng ăn con viên bi số 10 này, 7 ở góc lỗ 10, chỉ cần cái lách được qua mặt 9 thôi là rằng A Báo hoàn toàn có cơ hội nâng tỷ số lên 3-2. Bình tĩnh thôi em. Đo đạc cẩn thận vào. A Báo của chúng ta đang cố gắng làm sao để cộng viên bi số 10 và giữ con 7 luôn ở ngay đít con 10 và cái lách qua đầu con 9. Hoàn toàn A Báo của chúng ta có thể lựa chọn phương án là điều 3 băng, ăn con bi số 10 và 7 tiếp tục ăn lỗ góc ở góc xa bên tay trái màn hình của các bạn. Quyết định cân luôn, không biết là vừa rồi A Báo có chỉ lỗ không? Vâng, chỉ lỗ rồi. Pha bóng hoàn toàn hợp lệ. Quá đẳng cấp. Vâng, hết tình huống rồi, tỷ CO sẽ được nâng lên 3-2 cho rằng A Báo thôi. Anh em cùng vào cổ vũ cho rằng A Báo nào. Vâng, thật sự xem dạng A Báo thi đấu là quá cảm xúc. Idol không bao giờ làm anh em thất vọng. Không phải là cơ thủ nào ở trong những ván đấu như vậy cũng có khả năng quyết đoán và dám đánh những con bi như vậy. Vâng, nức lòng người hâm mộ. Chỉ có những cái lối đánh cống hiến như vậy thì rằng A Báo mới có đông fan hâm mộ như vậy. Anh em có đồng ý không ạ? Đúng rồi, đánh cho chuyên nghiệp tê luôn. Ta là rằng A Báo đây. Vâng, Báo đang dở điện thoại ra và đọc các cái lời cổ vũ của các bạn đấy ạ. Các bạn hãy cùng thả tim thả like cho rằng A Báo đi ạ. Vâng, những trận đấu của Giang A Báo là những trận đấu quá đáng xem. Trên núi xuống là bay hết mình luôn. Chiêu Minh đang sở hữu quả phá khá ổn định. Tuy nhiên là ở cả 3 ván phá vừa rồi thì cũng chưa có ván phá nào tạo ra thế bi đẹp cả. Luôn nhìn thấy viên bi số 1, tuy nhiên vị trí thì đều không được hợp lý cho lắm. Chiều mình chỉ lỗ cân rồi. Cân không thành công. Nếu A Báo của chúng ta vẫn sở hữu được những đường bi chính xác như vừa rồi, cống hiến như vừa rồi, thì rất có khả năng Chiều Minh sẽ bị loạn nhịp. Vâng, vừa có một thông tin của bạn Nguyễn Hằng cho biết là báo cáo vừa làm 5 tạ nhãn. Không biết là nhãn mùa này có đắt không bạn nhỉ? Chưa các bạn ạ, tôi nghĩ là Chiêu Minh chưa thể tê ngay được. Tại vì Chiêu Minh là một cơ thủ chuyên nghiệp. Giáng A Báo của chúng ta cần tạo ra nhiều sức ép hơn nữa. Đã có bạn Thịnh Hoàng
treo giải là nếu như mà báo thắng trận này thì sẽ được 5 củ tỏi. Nếu mà bạn treo giải như thế là hơi ít. Tôi nghĩ là nếu như rằng A Báo thắng trận này, bạn nên treo giải 1 cân tỏi. Tôi nghĩ 1 cân sẽ nhiều hơn 5 củ tỏi rất nhiều. Vừa là một pha phản chạy đạn rất hay của Triều Bình. Rằng A Báo quyết định sút tê. Hai viên bi là khóa gần nhau. Rằng A Báo vẫn quyết định sút tê. Sút tê tình huống này rất khó. Nhưng rằng A Báo của chúng ta lại là một pha sút tê thành công. Quá tuyệt vời. Lại đuôi rồi thì phải. Vâng, lại đuôi rồi. Giang A Báo sẽ xử lý thế nào đây? Lối tấn công rất vũ bão của Giang A Báo. Vừa rồi là một pha nhảy, chém bi. Bi cái và bi tám rất sát nhau. Tuy nhiên Giang A Báo vẫn thực hiện thành công. May mắn vẫn chưa mỉm cười với Giang A Báo khi mà sau khi ăn xong viên bi số 1 thì lại ra đuôi viên bi số 2. Chạy đạn không thành công rồi Báo ơi. Lại lòi đít rồi. Chưa được may mắn cho lắm. Vâng, Long ơi, Long giúp anh để ý cập nhật thông tin về các cơ thủ còn lại cho anh em ở đây được biết nhé. Có bạn Tuấn Rùi mẹ hỏi là Đức Anh mà làng vào đến đâu rồi. Vâng, bạn Vũ Kiều Hưng vừa mới có cung cấp là nick Facebook của báo là Báo Hoan. Những fan hâm mộ của báo có thể add Facebook hoặc là follow Facebook của Giang A Báo ạ. Vừa rồi là pha xử lý tốt của Chiêu Minh. Sẽ là một pha rút một băng hoặc hai băng để điều con viên bi số 4 ở lỗ góc bên tay phải. Hoặc là đẩy hai băng. Chiêu Minh quyết định chọn phương án đẩy hai băng để điều viên bi số 4 ở lỗ góc xa bên tay phải. Chỉ cần bình tĩnh rút nhẹ viên bi số 4 là giải quyết xong ván đấu này nữa thôi. Hết tình huống xảy ra rồi. Chiêu Minh vẫn đang thể hiện cái phong độ và bản lĩnh rất vững vàng của mình. Những đường điều bi chắc chắn, chậm rãi, nhưng có phần hơi quá kỹ của Chiêu Minh. Nếu như rằng A Báo chúng ta có thể tiếp tục gây thêm 1-2 sức ép nữa thì tôi nghĩ là sự nắn nót này sẽ phản tác dụng. Bởi vì nắn nót quá khi mà đối thủ vẫn đang bay thì rất dễ dẫn đến tê. Vâng, còn hai viên bi mục tiêu trên bàn nữa thôi. Đều nằm ở vị trí rất dễ dàng rồi. Hai băng cũng được, mà một băng cũng xong. Vâng, quyết định thoát tay điều hai băng luôn. Rất kinh nghiệm. Tỷ số được cân bằng 3 đều cho Chiêu Minh. Trận đấu đang rất căng thẳng.
Huy Đen hình như được miễn nội dung 10 bóng đấy bạn ạ. Tại vì Huy Đen giải vô địch quốc gia năm 2021 thì đã vào được đến bán kết thì phải. Tuy nhiên ở cái những trận đấu như thế này thì tôi nghĩ là càng vào khắc căng thẳng thì Giàng A Báo sẽ càng thể hiện được bản lĩnh của mình, bản lĩnh của chiến binh, càng khó khăn thì càng thể hiện ra. Vâng, nếu anh em nào ở Cao Bằng thì mời qua câu lạc bộ của báo chơi. Câu lạc bộ của báo ở địa chỉ nào bạn có thể update lên đây để anh em khi có dịp mà du lịch Cao Bằng thì sẽ đến thăm câu lạc bộ của báo không ạ? Ở game đấu này thì Giàng A Báo đang sở hữu những cú phá không được tốt, hai lần đấu cái rồi. Chiều mình lại tiếp tục đứng trước cơ hội được đặt bi để giải quyết ván đấu. Ở ván đấu này thì không có viên bi nào khó cả. Hình bi khá là thoáng rồi. Vấn đề chỉ là sự chọn lựa và bình tĩnh giải quyết vấn đề của Chiều mình mà thôi. Sẽ là một pha đẩy một băng và băng dài lấy má để đẩy hai băng điều viên bi số 5 lỗ góc. Vâng, đã có tình huống xảy ra. Chiêu Minh vừa rồi đã đánh trượt con viên bi số 4. Không hiểu sao anh lại chọn lựa phương án là đánh thẳng một băng ra để điều viên bi số 5. Ở góc máy quay vừa rồi thì tôi thấy là vừa rồi Chiêu Minh đã có một pha đánh hơi mỏng con viên bi số 4. Tuy nhiên may mắn hình như đã mỉm cười vì Chiêu Minh khi mà có lẽ là không còn đường ăn trực tiếp. Lại một tình huống đen đủi dành cho Giàng A Báo của chúng ta khi mà cú A băng của Giàng A Báo lại ngay lại đưa luôn bi cái trực tiếp vào lỗ 10. Một pha chạy đạn không nhìn thấy cái đâu của Giàng A Báo. Vâng, có lẽ là ván đấu này sẽ không còn tình huống gì xảy ra nữa rồi. Bình tĩnh thôi Giàng A Báo ơi. Làm hớp nước xem nào em ơi. Vâng,
Vâng, có một bạn vừa bảo là chân báo dính rẻ đen thì chẳng rẹn, chẳng đen. Bạn nào nhắc giúp tôi là báo gỡ cái miếng rẻ đấy ra của tôi kìa. Tôi còn chả nhìn thấy cái miếng rẻ đây ở đâu. Vâng, cảm ơn bạn Tuấn Ruồi. Không biết là bạn bao nhiêu tuổi và bạn đang gọi một cái người mà cũng tương đối nhiều tuổi hơn bạn là chắc chắn là thằng. Có lẽ đấy là văn hóa cư xử trong gia đình của nhà bạn. Tỷ số được nâng lên 4-3 dành cho Chiêu Minh. Vâng, không có dung 10 rồi bạn Sơn Hoàng ạ. Vâng, nếu như không có chỉ lỗ thì trọng tài của chúng ta đã nhắc nhở rồi. Nghỉ giải lao rồi các bạn ạ. 5 phút dành cho giải lao. Của về tại người.
đúng không? Ví dụ như là ở câu lạc bộ, cái chuyện là bạn không thể ở tránh cái chuyện mà khách đến chỉ có đi với tôi với một bàn được, thì cương cá nhân mình không đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là người ta cố tình người ta để sự vật những các mà không để ý nó sơn xuống đất, nó bốc ngã, cái chuyện này rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ đủ cá nhân mình kinh doanh một chuyện này chuyện không tránh khỏi. Còn nếu như mà bạn mà cho thuê chỉ cần được hai người như này thôi, cho nên là thông thường các bạn chỉ hy vọng những chuyện tôi quê ở có độ một người một ngày là tốt. Các bạn tính nhiên như bạn này những người đã không kinh doanh mà tính xem cái tỷ lệ của vốn với như là như mình nói chuyện với nhau nửa năm. Em xem thêm còn bao nhiêu con phố đi mở rồi. Bạn có thể nghiên cứu cái dòng này nhé. Còn sau đấy là bạn có thể bổ sung nếu bạn có thấy gấp thì bạn có thể lấy cái dòng này như vậy. Sau đấy là bổ sung một vài cái cây nước ở thế nhà, nước thì nó sẽ có mặt của nước. Nước đúng rồi, nước là bên mình đã sử dụng rồi. Còn mình đã nói rồi, bên mình sử dụng sau 3 tháng thì mình sẽ đổi cho thắng. Tức là mình coi như là bên mình sử dụng thời gian, cái lợi nhuận của bên mình thì đâu. Mình đã lợi được bên mình từ từ làm cho thuê và sau đấy mình bán ra thì sẽ nhận được vui của bên mình. Và hiện tại thì bản thân mình đang hợp tác với khoảng 60 hộ, cho nên là tỷ lệ của mình luôn luôn phải đổi như vậy thì mình mới đảm bảo chất lượng cho khách, chứ mình không thể chăm sóc kỹ một câu lạc bộ của mình. Nhưng mà hiện nay mình đang hợp tác vào công tác là 50-50 bên mình. Vâng, và doanh số là chỉ đôi. Như vậy là mình đang trang bị toàn bộ về đợt cho thuê thôi. Nhưng mà cái doanh số chưa là doanh số khách thuê chỉ đôi. Ví dụ bạn cho thuê 30.000 một giờ, bây giờ mình 15.000, 15.000. Tuy nhiên là bây giờ vẫn không phải tôi là một số lượng mà tôi là của bạn nghề. Nghĩa là cái số lượng của hợp hội mà mình tăng chắc chắn bây giờ mình sẽ nâng cao cái tiêu chí lên ít nhất là 1.000. Mình đi chăm sóc. Với lại còn nữa thì là mạng lưới phủ sóng. Đây đấy là mới của nó là mạng thứ 2. Tức là 6 tháng rồi vòng quanh.
và nó không bao giờ thông minh luôn. Nhưng tại sao mình bảo hành có thể là một thời gian thôi, thì câu chuyện nghe bảo hành chọn đời là câu chuyện đi lừa nhau, tại vì đời là đời bạn hay đời mình, đúng không? Nhưng mà mình không muốn tư vấn cho bạn những người biết câu làm bộ của bạn ở cái quy mô 8 bạn này. Mình nói thật, bởi vì thực ra bởi vì nó đang làm cái cục cái tiếp tục trở lại với trận đấu ạ. Vâng, xin phép các bạn. Vâng, vừa lúc nãy thì tôi có một chút việc ra ngoài. Và bây giờ thì xin phép được trở lại với cái phần bình luận của tôi. Trận đấu giữa cầu thủ Giàng A Báo và Chiêu Minh. Vâng, tỷ số thì hiện nay đang có lợi cho Chiêu Minh. Vâng, xin chào tất cả các bạn.
Và chúng ta lại tiếp tục trở lại với trận đấu giữa Giang A Báo và Chiêu Minh. Vâng, một trận đấu mà công tâm mà nói thì hoàn toàn chúng ta có thể rất dễ có thể nhận định Giang A Báo là cửa dưới. Bởi vì Chiêu Minh là một trong những cơ thủ mà gọi là rất là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đã từng vô địch quốc gia ở nội dung pool 10B. Vòng 2 đấy các bạn. Vâng, và bây giờ thì Chiêu Minh đã chỉ con bi 4 lỗ 10, một pha bắt đuôi của Giang A Báo. Vâng, và bây giờ thưa các bạn là một cơ hội dành cho Giang A Báo có thể san bằng tỷ số. Nào Giang A Báo hãy thể hiện cái sự chính xác của mình đi nào. Vâng, vào cổ phiếu đi. Vâng, hôm nay chúng ta không có cổ phiếu. Và một trận đấu cực kỳ quan trọng với cả hai cơ thủ Châu Chiêu Minh và cơ thủ Giang A Báo. Vâng, thể hiện trình độ lỗ 10 của mình đi Chiêu Minh ơi. Wow. Vâng, còn bi 4 lại cũng thuận lợi cho Giang A Báo. Vâng, một pha cộng quá tự tin. Vâng, tuy nhiên thì lại quá đen cho Giang A Báo. Vâng, các bạn hãy chia sẻ giúp mình clip này đi ạ. Vâng, Giang A Báo hôm qua lật kèo vô cùng hay. Wow, tiếp tục là những cái pha gọi là thể hiện đẳng cấp của mình. Cả nhà hãy cùng cổ vũ cho Giang A Báo đi ạ. Một sự thể hiện mà khẳng định với các bạn, tôi cũng không ngờ đến rằng là Giang A Báo lại có thể đánh hay được như thế các bạn. Vâng, cả nhà hãy cổ vũ bằng cách chia sẻ giúp tôi cái clip này với ạ. Vâng, những cái con bi người ta gọi là vô cùng chính xác. Dạ vâng ạ, tiếp tục. Quá là hay Giang A Báo ơi, em đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vâng, và bây giờ sẽ là một pha kéo AP 3 bằng bên tay trái. Vâng, điều con bi 9 lỗ tít là tỷ số sẽ là 4 đều. Vâng, báo đã lớn thật rồi, báo không còn là báo nhỏ nữa. Dạ vâng, con cái đừng có rúc vào lỗ là được. Thực sự rằng là những cái pha đánh người ta gọi là vô cùng chính xác, quá cảm xúc. Vâng, các bạn hãy tiếp tục chia sẻ cổ vũ cho cái trận đấu này đi ạ. Vâng, nhiều cơ thủ chuyên nghiệp và trên màn hình của quý vị và các bạn đối đầu với cơ thủ Giang A Báo, đó là cơ thủ Chiêu Minh. Vâng, một trong những cái cơ thủ top của Sài Gòn đấy các bạn. Quá tự tin. Báo đã dậy thì thành công. Vâng, comment rất là hay của bạn Cương Phạm. Tỷ số là 4 đều. Thật sự là không ngờ. Quá không ngờ luôn các bạn. Vâng, chính xác. Hiếu báo không còn là ngây thơ như cái ngày mới ra Hà Nội. Dạ vâng ạ, báo này đã lớn thật rồi. Vâng, đang ra chiến trường để chinh chiến. Vâng, nếu có mặt trong vòng chung kết của vô địch quốc gia thì thực sự đó là một trong những cái bất ngờ cực kỳ lớn của giải đấu năm nay. Vâng, bây giờ thì báo săn trâu săn bò chứ không có săn gà nữa. Vâng, bài toán bây giờ là Giang A Báo đang có một cơ hội để giành cú phá tốt và dẫn trước với tỷ số 5-4. Vâng, phần nghỉ giải lao có vẻ đã nghỉ rồi hay sao đúng không các bạn? Vâng, bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể nói rằng Giang A Báo là một tay cờ rất là đáng gờm. Nếu ai mà coi thường Giang A Báo thì coi chừng. Vâng, một hiện tượng của giải năm nay đi ạ. Nào, có bi nào vào lỗ không? 9. Dạ vâng, và bây giờ Giang A Báo đang đứng trước một cơ hội người ta gọi là cho Châu Chiêu Minh gọi là ngồi nhìn. Vâng, nói về độ chính xác của mình thì các bạn khỏi phải nói. Vâng, từ trên Cao Bằng xuống chỉ để đánh ăn bi và chỉ để đánh chính xác. Vâng, rất nhiều người thích xem Giang A Báo thể hiện. Skin màu ánh ở này cũng bị báo đập. Vâng, rất có thể lắm nếu với những cái gì mà Giang A Báo đang thể hiện thì không có thể nói trước được điều gì cả. Dạ vâng. Trận đấu đang vô cùng hấp dẫn. Giang A Báo xẻ con bi 2 lỗ 10. Vâng, hoàn toàn Giang A Báo có thể chọn lựa phương án chạy đạn. Dạ vâng, một pha chạy đạn phải nói là vô cùng tuyệt vời. Và quá bất ngờ khi Giang A Báo đưa con bi cái vào bắt đuôi mông.
Vâng, Báo Đốm với Sếu Đỏ Đỏ là hàng hiếm nên anh em ủng hộ nhiệt tình. Vâng, một trận đấu vô cùng hấp dẫn và lượng tương tác cũng không được lớn lắm. Vâng, đấy là những cái điều mà tôi đang thấy. Vâng, chúng ta hãy cùng cổ vũ và chia sẻ giúp clip này giúp cho các bạn đang xem. Vâng, được xem nhiều hơn. Lượng tương tác hãy lên đến 1.000 mắt giúp tôi với ạ. Vâng, bạn Giang A Báo chạy một quả đạn phải nói là vô cùng kỹ. Quá đỏ, chính xác. Vâng, và thưa các bạn, Giang A Báo đang có một cơ hội có thể là bắt một cái đùi nữa. Con bi cái sẽ rúc vào đít con bi 4 thưa các bạn. Vâng, tình huống này thì... lòi rồi. Vâng, cơ hội cho Châu Chiêu Minh sẽ bắt đuôi lại Giàng A Báo. Vâng, Bia Việt Nam giờ toàn tay cơ nằm trong danh sách đỏ. Bài toán rằng Chiêu Chiêu Minh đã chạy bị lỗi. Và bây giờ sẽ là một màn đáp trả của Giang A Báo. Vâng, nở ra một tí. Vâng, An Nhiệt thì lúc nãy rất là may mắn đã bật lại cơ thủ... Vâng ạ, An Nhiệt đã chiến thắng trước cơ thủ gọi là Minh Hánh. Vâng, hai cơ hội cắt tiếc nhưng cơ thủ Minh Hánh đã không tận dụng được. Và ra An Nhiệt đã bật các bạn ạ. Vâng, vừa có rồi, có một tín hiệu không được tốt từ đường truyền. Vâng, các bạn thông cảm. Vâng, một pha chạy đạn rất hay của Chiêu Minh. Tuy nhiên bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sự thông minh của Giang A Báo. Còn bị cái lắp vào đít 10. À, lòi mất rồi. À, không phải các bạn ơi, bắt đuôi được rồi. Vâng, đã không còn nhìn thấy bi 10. Không còn nhìn thấy bi 2. Dạ vâng. Chiêu Minh nhìn thấy các bạn ạ. Vâng, ở góc này thì tôi nhìn không được chuẩn. Vâng, một pha chạy đạn phải nói là quá tuyệt vời của cơ thủ Chiêu Minh. Và tiếp theo sẽ là màn chạy đạn của cơ thủ Giang A Báo. Quá hay, Giang A Báo đã không cho Chiêu Minh cái đường đánh con bi 2. Dạ vâng ạ, một trận đấu mà với cái góc nhìn của bất kỳ cơ thủ nào đều cũng có thể khẳng định rằng là Giang A Báo không có cửa. Tuy nhiên, với những cái gì Giang A Báo thể hiện thì hoàn toàn chúng ta có thể chứng minh rằng là đó là những cái nhận định quá sai lầm. Vâng, có vẻ như là hở cho Giang A Báo dọn bàn rồi các bạn ơi. Vâng, Giang A Báo cố lên. Kéo con bì 1, kéo con bì 2, vâng, 2 băng để lắp đít con bì 3 Lotisa. Hoặc là Giang A Báo có thể kéo một băng, vâng, sát đầu con năn và át phê. Lấy má ngoài của con bì 5 để điều con bì 3. Vâng, hoàn hảo các bạn ơi. Và bây giờ Giang A Báo sẽ xẻ con bi 3 lỗ 10 để điều con bi 4 lỗ góc bên tay trái. Vâng, và thưa các bạn, Giang A Báo đang đứng trước một cơ hội người ta gọi là trên cả tuyệt vời. Tất cả các bi đều thuận lợi. Vâng, một cú trô thôi. Giang A Báo tự tin trô đi, con này không chết cái được đâu mà lo. Vâng, không lo, Giang A Báo có vẻ vẫn là lăn tăn sợ con bi cái chết. Nhưng con cái sẽ đập vào băng ngay, em yên tâm. Vâng, cứ tự tin mà trô con bi này.
Dạ vâng ạ, cơ hội cho Giàng Nga Báo để dẫn trước tỷ số 5-4 trước một cơ thủ quá là mạnh của Sài Gòn. Vâng, một bất ngờ của năm nay đó chính là Giàng Nga Báo. Vâng, cẩn thận Giàng Nga Báo ơi. Cái gì vậy? Ôi sao ơi. Con cái. Vâng. Vâng, đã không có may mắn với Giàng Nga Báo. Nếu may mắn trong tình huống vừa rồi, con cái phải lắp vào đuôi con bi 6. Và bây giờ cơ hội cho Châu Chiêu Minh sẽ lại dẫn trước tỷ số 5-4. Dạ vâng. Nhưng tình huống quá gay cấn, Giàng Nga Báo điều con bi 4 ra con bi 5 hơi lỗi lực các bạn ạ. Vâng, và chúng ta hãy cùng xem bản lĩnh của nhà vô địch Chiêu Minh. Vâng, một trong những cái tay cơ gọi là số má đứng trong top của Sài Gòn. Vâng, gần như là những cái tình huống như thế này rất khó để có thể Chiêu Minh điều lỗi được. Vâng, đủ nhẹ con bi 6 và sau đó thì rút một băng áp phê con bi 7 về lắp đuôi con bi 8 thưa các bạn. Vâng, rất khó để sai sót với trình độ của Chiêu Minh. Vâng, và bây giờ mũi gậy đặt vào hướng 7 giờ để trô con bi 7 lắp đích con bi 8 là kết thúc ván đấu này. Tỷ số sẽ là 5-4 cho Chiêu Minh. Vâng, đã có cơ hội với Giàng Nga Báo, tuy nhiên thì Giàng Nga Báo đã bỏ phí một cơ hội để dẫn lên trước. Rất đáng tiếc. Vâng, năm nay ăn nhiệt đánh rất là tốt các bạn ạ. Vâng, rất tốt và rất may mắn thưa các bạn. Trận này là trận tranh vào vòng 2 đi các bạn. Một trận đấu phải nói là quan trọng nhất trong cái vòng loại ở MB này. Vâng, quan trọng hơn cả cái trận chung kết luôn. Bởi vì nếu như mà thắng trận này thì sẽ có mặt trong vòng 2. Và tỷ số là 5-4 cho Chiêu Minh các bạn ơi. Vâng, Giàng Nga Báo đã có cơ hội và phải nói là cơ hội vô cùng ngon. Tuy nhiên rằng là đúng lúc này thì Giàng Nga Báo lại bị để sót, rất đáng tiếc. Có vẻ trong những cái tình huống chúng ta muốn thấy Giàng Nga Báo thể hiện, chúng ta phải tạo được rất là nhiều áp lực và tạo ra được rất là nhiều những cái thứ thú vị. Ví dụ như Giàng Nga Báo phải đi bật, vâng, thì chúng ta mới chứng kiến được gọi là bản lĩnh của Giàng Nga Báo các bạn ạ. Vâng, Giàng Nga Báo thể hiện những cái cú đánh vô cùng chính xác. Tuy nhiên thì đến cái con bi cần chính xác thì Giàng Nga Báo lại chém mỏng. Vâng. Vâng, bên cạnh của màn hình thi đấu các bạn có thể chứng kiến thấy Đức Anh. Và bên phải thì các bạn thấy Xuân Nghệ An. Vâng, cả hai cơ thủ chúng ta đều có cơ hội để tranh vào 16 người. Wow, hoàn toàn là cơ hội rồi Giàng Nga Báo ơi. Vâng, tuy nhiên thế bi thì lại không hề thuận lợi cho Giàng Nga Báo tí nào. Con bi 5 bị kẹt và con bi 4 thì gần như là không còn đường để ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Giàng Nga Báo xử lý tình huống này như thế nào. Dò con bi 4 để ăn con bi 9 giải quyết tình huống, hoặc là sẽ lựa chọn một phương án nào đấy. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những cái màn thể hiện của Giàng Nga Báo đi ạ. Vâng, nhìn hình bi thì rất là ngon nhưng mà rất là kẹt đấy thưa các bạn. Bi 4 không có ly ăn. Vâng, do con bi 4 để giải quyết con bi 9 sẽ là một cách giải quyết tôi nghĩ rằng là rất là ok trong tình huống này. Vâng, Giàng Nga Báo đang lựa chọn một phương án đó là dùng con bi 2 để gãi luôn tình huống. Cũng là một trong những giải pháp nhưng theo tôi thì nên chủ động để dò từ con bi 4. Vâng. Con lực con cái đã không đúng như những cái gì Giàng Nga Báo tính toán rồi các bạn. Vẫn gãi được các bạn. Wow, con bi 4. Rất tiếc là con bi 4 đã chặn mất mặt của con bi 3. Giàng Nga Báo vẫn quyết định. Vâng ạ, cho dù lực con bi cái đã không đúng như mình kiểm soát, nhưng Giàng Nga Báo vẫn quyết định với cái phương án của mình. Dạ, và bây giờ thì Giàng Nga Báo buộc sẽ phải thực hiện một kỹ thuật quá khó thì các bạn. Suốt tê mà không có tay chân.
Chỉ lỗ chưa báo ơi. Dạ vâng, một tình huống gọi là quá khó khăn của Giàng A Báo. Vâng, đẩy con bi 4 đi hoàn toàn như tôi nghĩ cũng là một giải pháp. Vâng, tuy nhiên thì Chiêu Minh đang có một cơ hội rất là tốt khi mà có thể ăn con bi 3 và gãi con bi 5 luôn. Vâng, ăn con bi 3 và gãi con bi 5. Tuy nhiên để gãi được con bi 5 này ra khỏi cái tình huống kia không hề đơn giản. Bởi vì con bi 5 nếu như mà đánh mạnh và bị va dày con bi 9 thì con bi 5 rất có thể sẽ vẫn đứng im ở vị trí đấy các bạn. Không hề dễ để gãi cái con bi 5 trong tình huống này. Vâng, nếu như ăn mỏng con bi 5 và con bi 9 chết vào lỗ thì tình huống có lẽ là vẫn còn nguyên. Vâng, không dễ, có vẻ như là sẽ có may mắn đến với cầu thủ Giàng A Báo. Vâng, nhiều khả năng, nhiều khả năng. Vâng, bi 5, 5 và 9 nằm không dễ. Và chúng ta hãy cùng xem cái giải pháp của Chiêu Minh là gì. Vâng, 99% là Giàng A Báo sẽ ăn con bi 3 và để gãi luôn con bi 5. Bắt đuôi, vâng, trong tình huống này chắc là sẽ không bắt đuôi đâu các bạn. Vâng, Chiêu Minh sẽ cố để đi hết ván đấu này. Vâng, cu lê con 3 và gãi luôn con bi 5. Vâng, rất là khó đấy các bạn, không hề dễ. Biết ngay mà, rất dễ trượt con bi 3. Tôi đã đoán ra tình huống đấy rồi thưa các bạn, nhưng mà không tiện nói các bạn ạ. Vâng, quá để ý con bi cái thì sẽ khiến cho các cầu thủ sẽ bị mất tập trung vào con bi quân. Và bây giờ thưa các bạn là cơ hội cho Giàng A Báo. Vâng, tuy nhiên tôi thấy có cái gì đấy Giàng A Báo cũng rất là đang vội. Bình tĩnh em ơi. Vâng, trô nhẹ lại con bi 4 và sau đó thì trô con bi 5. Hơi với tay, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh nào. Vâng, Giàng A Báo đã tính toán, vâng, đã có sự cẩn thận hơn rất là nhiều trong cái cách đánh của Giàng A Báo thưa các bạn. Vâng, Giàng A Báo đã lấy nối thưa các bạn, trô nhẹ con bi 4 lại. Cái gì vậy? Xít thì có một sai lầm của Giàng A Báo. Và bây giờ Giàng A Báo phải thực hiện một cú trô về đúng vị trí con bi cái. Bây giờ sẽ là vị trí đẹp nhất cho con bi 6. Vâng, Giàng A Báo đang tính toán. Và Giàng A Báo đừng có quá tay để trô thẳng con bi cái vào lỗ nhé Giàng A Báo nhé. Vâng, dừng. tôi biết ngay mà. Vâng, đã có sự quá tay thưa các bạn. Quá đáng tiếc cho Giàng A Báo. Vâng, một cơ hội có thể nói là không thể tuyệt vời hơn đã bị Giàng A Báo bỏ lỡ. Và tỷ số là 6-4 cho Chiêu Minh thưa các bạn. Quá đáng tiếc. Vâng, bài toán bây giờ thì vô cùng khó khăn cho Giàng A Báo rồi các bạn ơi. Chắc chắn Chiêu Minh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Vâng, cũng như trận đấu của Hiếu Nghiên. Hiếu Nghiên đã hình như đã cũng dẫn trước 6-4. Và sau đó thì Giàng A Báo cũng bật. Và chúng ta hãy cùng cổ vũ cho cái trận đấu này để lên 6 đều để chúng ta sẽ chứng kiến những cái màn thi đấu tuyệt vời của hai cầu thủ đi ạ. Bye bye. Đi theo đúng không? Hả?
Chiều nay cho mình một lô nhà, đoán gì cũng đúng. Vâng, bây giờ cơ hội của Châu Chiêu Minh đang rất là gần. Vâng, quá đáng tiếc, một cơ hội đấy mà lên 6 năm đều thì không biết tình hình như thế nào các bạn ạ. Vâng, một bất ngờ của giải, tuy nhiên thì với những cái gì rằng A Báo thể hiện thì cơ hội đang bị thu hẹp dần. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ ngừng hy vọng. Vâng, với những người đang yêu quý và cổ vũ cho Giang A Báo, chắc chắn trận đấu này thì Giang A Báo cửa dưới là rõ rồi. Châu nhà em đã ra đi. Vâng, bạn Đỗ Thắng đã bình luận. Không có bi nào vào lỗ. Dạ vâng ạ. Và 2, 4, 6, 8, 10. Dạ vâng, chúng ta hoàn toàn có thể nói lời chia tay Giang A Báo mất rồi ạ. Vâng, cú đánh con 1 cu lê ra thẳng tắp con bi 2. Và sau đó thì trô về để điều con bi 3. Rất là dễ. Dạ vâng, cổ phiếu của Giang A Báo thì đang tụt rất là mạnh. Vâng, một cơ hội gần như là phải nói quá ngon ăn cho Chiêu Minh rồi. Chiêu Minh có thể trô quá tay một chút về giữa bàn và sau đó thì đẩy con bi 3 điều con bi 5 lỗ 10. Dạ vâng, rất là dễ. Vâng, tình huống không có gì là khó với trình độ của Chiêu Minh. Vâng, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cái kết quả của ván dọn bàn này của Chiêu Minh các bạn ạ. Có bật được hay không? Có cơ hội để bật hay không? Nó lại là cả vấn đề. Và chúng ta hãy cùng đón xem. Vâng, Chiêu Minh đang dọn bàn. Vâng, những pha xử lý phải nói là quá tinh tế của Chiêu Minh. Ừ. Ừ. Em đã bị đau, mai em phải bơi với con chứ. Thì đã bảo mình ra thì anh nào chẳng tiếp xúc, anh còn ngồi được thì nãy chú anh xem. Vâng, và bây giờ tất cả các bạn chắc chắn là đang trông chờ vào cái cú chém của con bi 4 này. Thành công rồi. Và con bi cái đã đường riêng con bi 5. Vâng, quá là khó các bạn ạ. Vâng, đứng trước Giang A Báo là một cơ thủ phải nói là với lối đánh vô cùng chắc chắn, khó lắm ạ, rất khó để có cơ hội. Vâng, cộng 9 hay sẽ là điều dương con 6. Vâng, cùng xem Chiêu Minh chọn lựa phương án. Nếu con bi 9 mà khung thì 99% Chiêu Minh sẽ chọn phương án là cộng 3 bi con 9. Vâng, chúng ta hãy cùng xem những cái pha xử lý của Chiêu Minh các bạn. Vâng, Chiêu Minh đã chủ động điều hẳn con bi 6 lỗ xa và lỗ 10 thì các bạn. Bài toán bây giờ thì quá dễ với Chiêu Minh rồi. Ăn con bi 6 lỗ 10 và kéo con bi 6 qua khe của con bi 10 hoặc đủn cu lê con bi 6 qua khe 7-10. Dạ vâng ạ. Nhưng cú đánh phải nói là quá tự tin của Chiêu Minh. Khó lắm các bạn. Vô cùng khó để có những cái cơ hội dư an nhiệt lúc nãy. Vâng, cơ thủ đang dọn bàn là Chiêu Minh các bạn. Vâng. Vâng, một cú cu lê ba băng, con cái sẽ qua khe 8-9 và điều con bi 8 lỗ 10. À, có rung rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Vâng, tuy nhiên thì lại không thuận lợi cho Giang A Báo. Vâng, đã có rung. Tuy nhiên tình huống rung không được đẹp lắm. Ồ, Giang A Báo quyết định cân luôn con bi 7. Tuy nhiên thì cú cân của Giang A Báo lại lòi. Và bây giờ lại tiếp tục là một cơ hội nữa cho Chiêu Minh. Và 99% Chiêu Minh sẽ chạy đạn con bi 7 này. Vâng, cân con bi 7 lên chơ lơ giữa bàn và con cái sẽ bắt đùi sau con bi 9. Vâng,
đã có Dung nhưng mà không may mắn. Dạ vâng. Và vẫn có cơ hội thưa các bạn. Một cú cân con bi 7 cái chạy 3 băng lên và con bi 9 sẽ dính vào đít con bi 9. Vâng, cơ hội cho Giàng Nga Báo bắt đuôi. Vâng, một cơ hội quá ngon ăn thưa các bạn. À, Giàng Nga Báo ơi, chỉ con 7 lô 10. Vâng, Giàng Nga Báo đã để con cái hở ra và bây giờ thì là cơ hội rất là rõ ràng của Chiêu Minh. Vâng, không có may mắn như là An Nhiệt. Rất đáng tiếc cho cơ thủ Giàng Nga Báo. Quá nhiều cơ hội. Vâng, một pha quyết định chém luôn con bi 7 lỗ tít bên trái và con cái dựng hai băng lên giữa bàn. Vâng, chắc chắn là Chiêu Minh sẽ nhìn ra đường này và quyết định đánh con bi 7 luôn. Vâng, lại có Dung các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chứng kiến cái màn bật của Giàng Nga Báo. Vâng, thế bi không được thuận lợi cho lắm. Nhưng điều đấy mới là cơ hội để Giàng Nga Báo chứng tỏ bản lĩnh của mình. Vâng, cố lên Giàng Nga Báo, chém con 7 lỗ tít bên trái và con cái sẽ áp phê lên giữa bàn. Vâng, vị trí sẽ là đẹp nhất để đánh con bi 8 điều con bi 9. Vâng, cố lên nào. Nào, chứng tỏ sự chính xác của mình đi em ơi. Chém lỗ bên tay trái chứ em. Ồ, Giàng Nga Báo đang chọn cái đường gì vậy? Cân nào? Giữa lỗ, giữa lỗ. Tuyệt vời, thưa các bạn. Vâng, một màn người ta gọi là quá tự tin. Và bây giờ Giàng Nga Báo liệu có bóc tiếp con bi 8 không? Vâng, thưa các bạn, là Giàng Nga Báo đang chọn lựa một phương án chạy đạn. Xịt cái gì đấy Giàng Nga Báo ơi, hơi mỏng con bi 8 rồi. Và bây giờ thì có vẻ như là không còn cơ hội cho Giàng Nga Báo nữa. Rất đáng tiếc. Vâng, phải nói là quá đáng tiếc Giàng Nga Báo ơi. Có một cơ hội phải nói rằng là trên cả tuyệt vời. Và Chiêu Minh bây giờ thì quá... lại có gì vậy? Lại rung thưa các bạn. Vâng, thực sự rằng là trong những cái màn đấu của các cơ thủ này không hiểu điều gì đang diễn ra. Vâng, cứ đánh với Giàng Nga Báo hoặc là cứ đánh với An Nhiệt là có vấn đề. Và ôi, Giàng Nga Báo ấy lại trượt rồi. Quá tiếc. Và không còn cơ hội nữa rồi. Các bạn ơi, lại đã là thuận tay, lại còn thuận cả má nữa thì thưa các bạn, không còn gì để đánh. Vâng, bì à, đúng là hài kịch thưa các bạn, quá nhiều cơ hội. Vâng, áp lực của trận đấu cuối cùng và áp lực của vào đến 16 người khiến cho các cơ thủ thể hiện thật sự rằng là chỉ được khoảng 30% công lực. Quá ảo và rất tiếc, chúng ta phải nói lời tạm biệt với Giàng Nga Báo. Vâng, kinh nghiệm trượt con bi 8 vừa rồi khiến cho Chiêu Minh ở con bi này chắc chắn là không có sai lầm. Dạ vâng ạ, hoàn toàn giờ này chúng ta có thể nói lời chúc mừng đến Châu Chiêu Minh. Vâng, đã có mặt trong vòng đấu 16 và Giàng Nga Báo rất tiếc chúng ta phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại Giàng Nga Báo ở trong những cái giải vô địch quốc gia ở năm sau. Vâng ạ, một trận đấu quá nhiều cảm xúc. Dạ vâng, đã có rất là nhiều cơ hội đến với cho cả hai cơ thủ. Tuy nhiên thì cả Giàng Nga Báo lẫn Chiêu Chiêu Minh đều bỏ qua rất là lãng tiếc. Dạ vâng, chúc cho hai cơ thủ sẽ thành công hơn nữa bởi những cái kinh nghiệm vừa rồi của mình. Vâng, và xin chúc mừng cho Chiêu Minh đã vào đến vòng 16 và có mặt trong vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 7. Vâng, cảm ơn các bạn đang xem phần phát của Magic Billiard Shop. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái trận đấu tiếp theo. Vâng ạ, thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.